Hello, xin chào, lại Tích ở trên máy đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một chiếc Shopee haul. Ta da! Hình như là 2 tháng rồi mới làm Shopee haul ấy. Cái tần suất này của mình thật sự là quá là ít luôn ấy, so với các YouTuber khác thì thật là thiếu năng suất. Lần này thì mình mua đồ Shopee không theo một chủ đề gì cả. Lần trước là đồ thu đông đúng không? Nhưng lần này chỉ là mình thấy cái gì đẹp và mình thích thì mình mua thôi. Thôi mình sẽ bỏ mũ ra cho nó giống người. Ok, cái haul này thì sẽ không chỉ có quần áo mà còn có cả... Có cái gì thì hãy xem đến cuối video nhá. Mong là video này sẽ lên đúng vào dịp chuẩn bị sang năm mới để mọi người có thể có thêm những gợi ý về những món đồ mà đáng mua trên Shopee để có thể sắm sửa cho một năm mới tuyệt vời. Bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là phần quần áo như thường lệ. Tại vì trời cũng lạnh rồi nên là mình mua nhiều áo, kiểu áo khoác các thứ mùa đông hơn. Thì đầu tiên sẽ là một chiếc áo blazer, nhưng mà màu trắng. Cái này là chất nhung ấy mọi người. Đây này, đây là chất kiểu nhung tâm. Thì mặc blazer mình quan trọng nhất là phải chất đẹp và đúng form. Và dạo này thì cái kiểu blazer mà độn vai một chút như thế này đang rất là hot, giống trendy ấy mọi người. Ngày xưa thì người ta sẽ kiểu chuộng vai suông đúng không? Nhưng bây giờ thì cái kiểu vai ngang nó đang khá là thịnh hành và trông có vẻ high fashion hơn, nên là mình đã mua một chiếc blazer có độn vai một chút. Chất của cái blazer này siêu dày luôn. Đây này mọi người ơi, bên trong còn có trần bông nữa nên là cực kỳ ấm ý. Cái này mình mua là size M. Mình sẽ để thông tin ở bên này cho mọi người xem, tại vì mình không nhớ. Mình thấy bình thường mọi người sẽ hay mặc blazer màu đen, nhưng mà màu đen thì sẽ giống mọi người mất rồi nên mình mua màu trắng. Ok, vì cái áo này màu trắng nên mình sẽ mặc bên trong là những thứ nó màu mè sặc sỡ, trông vui vui phân phân. Ví dụ như cái áo này, cái áo bên trong này thì mình thrift được ở chợ Đông Các. À nhầm, chợ Đông Các chứ. Chỉ có giá 30.000 thôi, hay 50.000 ý, quá rẻ. Để cho thêm ngầu thì mình có đội thêm một chiếc mũ beanie màu đen. Mặc blazer thì đúng đóng cúc nha mọi người, trông thật là bí bách. Bùng ra, đây, như này này. Tiếp theo là một cái áo mặc bên trong, kiểu áo giữ nhiệt ý, nhưng mà màu sắc đây, nó là một cái áo hồng này thôi, thì mình có thể mix với nhiều trang phục khác nhau. Mình mua màu hồng vỏ đỗ để mix với quần áo khác của mình, tại vì quần áo khác của mình hay nhiều màu trắng đen, mấy màu kiểu basic đơn giản ý, nên là sẽ phải cần những cái gì đấy nó làm điểm nhấn giữ cái áo này. Ta-da! Thực ra mua cái áo này chủ yếu là để mặc bên trong, thì vì nó màu hồng nên chúng ta chỉ nên mix với những cái kiểu màu trắng, be, đen, các thứ thôi. Chứ màu hồng mà mix với màu đỏ như cái áo mình đang mặc thì... Cái áo này gọi là áo giữ nhiệt là bởi vì nó bó vào người ấy, cho nên là sẽ không bị lạnh. Và tiếp theo là một cái áo len. Chắc chắn... Đây là áo len hình hoa. Chất len này thì... mình thấy cũng dày. Không phải kiểu len mà kiểu chắc tay đâu, mà là nó hơi nhẹ một chút. Mà cái kiểu chất len này ý, thì bị một cái nhược điểm là nó không theo, không đứng form lắm ý. Tại vì nó nhẹ quá mà, nên nó không định hình được form. Được cái là nó nhẹ người, kiểu mình mặc một đống quần áo vào nhưng mà đứng lên cân nó vẫn không lên nhiều cân ý. Sau này họa tiết gì nhỏ, bỏ sữa đang rất hot, nên là mình đã mua một cái áo hình bông hoa. Ôi trả lời quá. Nhưng mà cái này nó đầu tiên mình tưởng là bỏ sữa, thực ra nó là bông hoa mọi người ạ. Cái áo này chất nó bị lòng lèo cho nên là không được đứng form cho lắm. Mình sẽ mặc thêm một cái sơ mi ở bên trong. Độ thêm mũ nè. Vì áo này có họa tiết rồi nên bên dưới mình sẽ mặc một cái váy đen đơn giản, hoặc là một cái chân váy ngắn, nhưng mà cũng đừng có họa tiết gì nha. Mặc chân váy kiểu này trông sẽ trẻ trung hơn là cái kiểu váy dài như thế kia. Đấy, vừa nhắc là họa tiết bò sữa đang hot đúng không? Thì mình cũng đã tặng thêm một em váy bò sữa. Đầu tiên nhìn ảnh thì mình thấy chất cũng khá kiểu đứng form ấy, nhưng mà về tay thì nó hơi bị mỏng, cho nên là form nó dễ nhăn và không được đứng cho lắm. Cái váy này thì cũng tương tự như cái áo len lúc nãy, nó có họa tiết rồi nên bên trên chúng ta sẽ chỉ mặc những thứ trơn thôi,
thì mình sẽ mặc một cái áo đen để làm nổi bật cái chân váy. Nhưng mà trơn quá cũng không được, cho nên phải đeo thêm một sợi dây chuyền. Tiếp theo là một chiếc cardigan màu trắng. Kiểu tiêu chí chọn quần áo của mình sẽ là có thể kết hợp với nhiều đồ khác nhau ấy. Kiểu một cái áo này có thể mix với cái gì cũng đẹp thì mình sẽ mua cái áo đấy. Đây là một cái áo cardigan màu trắng không có gì cả, chỉ có một hàng cúc màu đen. Nhưng mà thề mặc cái áo này với cái gì cũng đẹp luôn ý. Nó basic mà. Chất len của cái này cũng khá là mịn. Cái cardigan này thì mình khoác luôn vào cái outfit hôm nãy cũng được. Nhưng mà hai màu trắng trông có vẻ chọi nhau nên là mình thay thành một cái váy đen. Và đội thêm một chiếc mũ beanie màu đen cho tông xòe tông. Trời ơi, sao tôi toàn mặc trắng đen thế này, thật là nhạt nhẽo. Ok, tiếp theo là một món đồ mà rất hiếm trong tủ đồ của mình. Mình là một người thực ra không phải ăn mặc không phải kiểu bánh bèo nữ tính cho lắm, nên là thỉnh thoảng mình cũng muốn đổi gió để bánh bèo một chút. Nên mình đã mua cái váy này. Ta-da! Đây là một cái váy hoa mọi người ạ. Dạo này mọi người rất hay mặc váy hoa ấy, nên là mình thấy mọi người mặc xinh lắm. Mình cũng muốn xinh như thế nên là mình đã mua. Mặc dù mình mặc không xinh như thế. Hoa của nó xinh cực luôn. Đây, hoa vàng trên cỏ xanh. Hoa vàng. Và nó dài, siêu dài. Đó, mình mặc đến mắt cả chân. Đúng là mặc váy trông thật là bất hợp lý. Cho nên là phải khoác thêm cái áo cardigan này vào, trông cho nó bớt nữ tính đi. Còn một cái nữa mọi người ơi. Đây, cái áo tôi rất tâm đắc. Trời ơi, cái áo này kiểu nhìn trên Shopee phát là phải mua luôn ấy. Thật ra lúc nhìn hình trên Shopee, đây, đây rất xinh đúng không? Nhưng mà mình đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Tại vì cái màu hồng này nếu mà mua về thì nó rất, khả năng rất cao là nó sẽ bị sai màu. Nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều các ông ạ. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đã quyết định mua nó. Tại vì nó chỉ có 200.000, 190.000 thôi. Và cái màu hồng này nó giống y hình luôn. Trời ơi, hạnh phúc. Dạo này mọi người có vẻ rất thích mấy cái kiểu áo bông bông như này. Mình cũng thích. Cái màu này xinh cực luôn. Chiếc camera này nó vẫn xinh mà đúng không? Nó hơi ánh vàng một tí tại phòng mình nền vàng ấy. Oh yeah, mặc áo này cảm giác được là chính mình. Cái chất bông này mặc vào như kiểu đang cuốn chăn lên người ấy, dễ chịu cực. Cái cổ áo này thì có thể mặc thành hai kiểu, kéo hết lên hoặc là kéo xuống để ra thành kiểu cổ đức ấy. Đó, trời ơi, xinh quá. Mọi người biết gì không? Đúng là rủi ro của việc mua hàng online đó chính là nó bị thủng túi. Cái này mình đã thích quá nên mình mặc thử rồi. Hôm trước đang đút điện thoại vào xong nó rơi bụng phát, trời ơi. Đau tim. Đây này. Nhưng mà không sao, cái này có thể khâu lại được. Nó chỉ là một đường khâu như này thôi. Ok, thế là đã xong phần quần áo. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là biến hình. Phần tiếp theo là mũ mọi người ạ. Đây là chính là một cái mũ mà mình đã mua. Xinh không? Trời ơi, xinh quá. Cái mũ này là họa tiết giống kiểu mấy cái da bọc ghế ngày xưa ấy. Nhà mọi người có mấy cái ghế này không? Này, họa tiết răng cửa. Ừ, đấy, đấy, đấy. Mình thấy có một ảnh Jennie Blackpink đội. Xinh quá, này phải mua luôn. Phong mũ này là phong mũ direct, là mũ nồi ấy. Mà có thể chỉnh độ lệch sang hoặc là độ cân như này cũng được. Nhưng mà mình thích độ lệch sang cơ. Đó. Nó có cái chỗ này là chỉnh độ rộng của mũ. Mình có thể kéo dây ra, kéo chun ra. Thì đầu mình hay bị to hơn người bình thường. Mà cái mũ này mình vẫn đội vừa là một điểm siêu cộng rồi. Ok. Xinh. Tiếp theo vẫn còn cái mũ nữa. Nhưng mà cái mũ này thực ra lúc mua về mình hơi giật mình. Cái lúc mà đặt ý, mình đã kiểu suy nghĩ mãi. Nó có nhiều màu. Đây còn nó có rất nhiều màu như thế này. Đố mọi người biết mình chọn màu gì. Tôi đã chọn một cái màu hot pink. Nó siêu đồng bóng như này đây. Trời ơi. Lúc đấy mình nghĩ kiểu mình hay mặc mấy cái màu mà basic đen trắng be các thứ nên là mình cần cái gì đấy tạo điểm nhấn cũng giống như nhà hồng đấy nên mình đã chọn cái mũ màu hồng. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ kiểu hồng không phải hồng neon như này ấy. Đây là mũ da, còn cái này thì là mũ dạ. Thì giá mũ này siêu xinh đấy, nó kiểu đúng form ấy, nó có độ phồng. Nhưng mà mặc cái áo đỏ này trông chọi nhau quá. Nhưng mà chỉ dùng để chụp ảnh thôi thì nó rất xinh, màu hồng này lên ảnh siêu nổi luôn. Nhưng mà mặc ra đường thì hơi quan ngại. Cái mũ này cũng có chỗ để chỉnh độ rộng nha mọi người. Đây này, chất da thì cũng mịn. Không biết là sau một thời gian nữa thì nó có bị nổ không.
nhưng mà thấy ok nên mua cho mọi người, nhưng mà mua khác thì mua một này. Chào bây giờ các bạn ơi, mình vừa nhận được một biêu phẩm Shopee mới tinh luôn. Thì bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem đây là gì. À, nó ghi ở đây mà. Đây là ốp điện thoại. Tiện thể khoe các bạn là mình vừa lên đời điện thoại. Sau thì bao giờ nhỉ? Từ lớp 10, bây giờ là năm 4 đại học. Sau 7 năm tôi mới lên điện thoại đời mới. Từ iPhone 6S lên iPhone 11. Thực sự phải tự vỗ vai bản thân vì đã cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể có tiền mua iPhone 11. Đây là món đồ đầu tiên đắt tiền mà mình tự tích góp để mua này, mình thực sự rất tự hào. Mà dù nó chả là gì so với mọi người đâu. Và mọi người đã được tận hưởng chất lượng 720p. À đâu, Full HD chứ không phải là như con iPhone 6S cũ của mình. Sao mọi người cứ bảo là tại sao video không HD? Tại vì mình quay ở máy cũ ý chứ sao nữa. À, xinh quá. Trời ơi, mình mua hai cái ốp cho em điện thoại mới. Một cái ốp lông và một cái ốp trong, nhưng mà điểm đặc biệt của nó là nó có dây. Ôi, xinh vãi như này. À, cô tê quá. Đây là cái ốp trong. À, xong rồi mình sẽ móc vào đây. Tiếp theo là một cái ốp thứ xinh quá. Ốp lông. Không phải lông mà là bông. Đây, có hình con kiều. Bông. Sờ siêu mịn luôn. Tôi thích cái này. Ưng quá đi. Trời ơi, không phải đợi để em điện thoại mới được mặc quần áo mới. Mình mua quần áo mới cho mình thì mình cũng phải mua quần áo mới cho con yêu của mình đúng không? À đúng rồi, mọi người có hay gặp cái tình trạng mà đồ skincare kiểu sữa rửa mặt xong rồi tẩy trang xong rồi serum các thứ sẽ cùng hết vào một lúc không? Mình hay bị thế cực ý, xong toàn vào lúc mà mình hết tiền. Nhưng mà may vừa rồi Shopee sale nên mình đã mua cùng lúc hai thứ mà mình vừa mới hết xong. Thì tiện đây sẽ recommend cho mọi người luôn. Mọi người có hay bị mụn ẩn không? Kiểu da mình cho mình thôi nhưng mà nó cũng... Lúc mà đi spa các chị mà nó có mụn ẩn. Nên là các chị đấy đã hỏi mình dùng tẩy trang gì thì mình bảo là mình dùng tẩy trang nước. Xong các chị bảo là không nên dùng tẩy trang nước tại vì nó cũng không sạch sâu lắm. Nhưng mà mình thử sang tẩy trang dạng dầu thì nó kiểu mình không nhũ hóa hết ý, nên là nó vẫn bị nổi mụn ẩn. Thế mình đã tìm hiểu và cuối cùng thì mình đã chọn mua một loại tẩy trang kiểu nó vừa là dạng nước nhưng nó lại vừa là dạng sữa. Đây, đó chính là cái Senka Eau Claire Milky Water. Dung dịch tẩy trang Eau Claire Milky Water này sẽ gồm hai lớp. Lớp bên trên là lớp sữa chiết xuất từ đậu nành Nhật và bên dưới là lớp micellar. Khi dùng thì chúng ta cần phải lắc đều nó lên và sau đó thấm ra bông, rồi dùng bông lau nhẹ nhàng lên mặt. Và dung dịch tẩy trang này thì mình mua với giá khá là hợp lý, chỉ có 119.000. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái này ra để test thử xem nó sẽ như thế nào. Đây, mình lắc lên rồi thì nó sẽ có dạng sữa đục như thế này, nhìn giống sữa gạo mình hay uống. Đây là bút kèm mắt huyền thoại của Heroin. Thì cái bút này nó kiểu siêu lâu trôi luôn ấy. Bây giờ mình sẽ thử lên đây để xem là cái nước tẩy trang này có tẩy đi được không. Mình sẽ đổ ra bông nha. Đổ ra bông xong rồi lau. Đỉnh đấy. Trôi luôn này. Đó, đổ lấy. Mà xong rồi da mình kiểu mát mát mướt mướt ấy. Và cái này thì không có cồn nên là yên tâm. Tại vì da mình cũng hơi nhạy cảm, nếu mà dùng cái gì có cồn nó sẽ bị lên mụn ấy. Bây giờ mình sẽ test thêm các son nữa nhá. Ok, lắc đều. Xong rồi đổ ra bông. Xong rồi lau. Một lần này. Một lần đã đi này đó. Hai lần này. Ôi, lau 3 lần, 4 lần. 4 lần. Đấy, mà nó đã rồi. Đi hết rồi này. Đây, cái bông tẩy trang này. Bình thường mà mình dùng tẩy trang dạng nước thì mình phải chùi môi của mình. Chùi lấy chùi để ấy, thì nó mới đi. Nhưng mà khả năng tẩy trang của cái nước này cũng ok đấy. Cũng ngang ngửa dạng dầu ấy. À, tại vì nó là waterproof makeup remover, tức là sẽ tẩy trang ở những cái đồ trang điểm mà chống nước ấy. Cái này mình thấy bạn nào mà kiểu muốn dùng dầu tẩy trang nhưng mà
lười nhũ hóa hoặc là không biết nhũ hóa, hoặc là cảm giác nhũ hóa xong nhưng mà mặt mình vẫn bị nổi mụn ẩn ấy, thì có thể dùng thử em này. Tạm thời mình thấy là được, chất lượng. Và tiếp theo là một sản phẩm cũng của Senka mà mình đã mua đi mua lại không biết bao nhiêu lần rồi. Đó chính là serum dưỡng trắng da White Beauty của Senka. Đây, em White Beauty serum này được sản xuất tại Nhật. Công dụng chính của em nó là giúp làm giảm thâm, nám, sạm da, giúp da trắng hồng, đúng như cái tên White Beauty. Và kết cấu của em nó thì sẽ có một màu trắng sữa. Khi thoa lên da thì serum sẽ tan đều và có cảm giác rất mướt. Em này thì mình mua với giá là 249.000 cho một tuýp 30ml. Thực ra sản phẩm của Senka mình dùng khá là nhiều, từ sữa mặt đến serum. Tại vì Senka nó kiểu lành tính ý, với cả giá thành cũng rẻ nữa. Có đợt mình bị mụn xong rồi nó bị thâm ý, thì bôi cái em này chỉ cần mất 10 ngày đến 2 tuần là cái mụn, là cái thâm mụn ý, nó đã mờ đi rồi. Nhưng mà không chỉ bôi thâm mụn đâu mà mình vẫn tiếp tục duy trì bôi để da thêm kiểu đều màu và trắng hơn. Kiểu ngày nào mình cũng nhìn mình nên là mình không biết mình có trắng hơn không, nhưng bạn mình bảo là mình trắng hơn nên chắc trắng hơn thật. Thì bình thường mình sẽ dùng em này sau toner, toner rồi đến serum là cái này, xong rồi đến dưỡng ẩm là ok. Hình như là ở Nhật em này cũng được bình chọn là cái gì nhỉ, kiểu top 1, lúc nào cũng cháy hàng ấy. Nhờ mình đã mua được. May mà có Shopee Mo để mua đấy. Mọi người hãy mua ở Shopee Mo nhé cho đảm bảo. Mình cứ nhìn thấy cái chữ Mo là mình tin tưởng thôi. Ok, tiếp theo vẫn là một mỹ phẩm. Thì mình có mua thêm cả hai lọ body mist. Đây, đang khá nổi ở bên Trung. Đây là hàng nội địa Trung mọi người ạ. Để mình bóc ra xem nó là màu gì, mình quên tên rồi. Đây, một cái là màu trắng trong này, là mùi pure milk, tức là mùi sữa ấy. Đấy, còn một mùi là mùi, một mùi là mùi Tokyo Circus Citrus. Không biết đọc là gì. Thử xem. Mùi sữa thật, như kiểu mùi, ê cái này giống cái mùi body mist của W Dress Room, mùi sô cô la của mình ấy. Cái này cũng mùi sô cô la thế luôn, nó kiểu ngọt ngọt sữa sữa. Được đấy, thử thử sang mùi này nha. Hoa quả gì xuân kia chết rồi, cái mùi sữa nó vẫn đang lành ở đây. Phải bay đi để thử xong rồi mới. Cái này hắc quá. Chắc nó chưa bay. Cho nó bay đi, cho bay. Bay đi, bay đi, bay đi. Mọi người đây là mùi dầu rửa bát Lifebuoy, hương chanh. Oh my god. Mọi người nên mua mùi này thôi. Còn mùi này thì... mà cái body mist này thì siêu rẻ. Chỉ có, đợt mình mua là 29.000. 29.000 cho một cái lọ này. Mà lọ của nó trông cũng xinh ý. Đây lọ thủy tinh. Đây. Đấy, kêu mà. Rơi là vỡ mà. Tại vì body mist này là nó sẽ chỉ có lưu giữ mùi hương trong khoảng từ 4 đến 5 tiếng là nhiều ấy. Bình thường chỉ 3 tiếng hoặc đi đường phát là nó bay. Nên là mọi người sẽ cần mang theo để tìm thoảng xịt thêm. À thật ra cái này, cái mùi cam này đoạn sau nó bay đi bớt ý, thì cũng ok. Nó là kiểu mùi hoa quả xong rồi hơi chua chua nhẹ nhẹ, không phải chua lết kiểu mồ hôi đâu nhá. Nó kiểu mùi hoa quả ấy, cảm giác nữ tính hơn. Cái này sẽ là mùi kiểu nữ tính đậm đà, còn đây là mùi kiểu dễ thương. Mỏi quá, unboxing thôi mỏi quá mọi người ơi. Ok, vậy là mình đã unbox hết đống Shopee haul vừa rồi và mùi nước hoa. Hy vọng là với những món đồ vừa rồi thì mọi người có thể có thêm một vài sự chọn cho giỏ đồ Shopee của mình trong đợt năm mới sắp tới. Và năm cũ thì cũng qua rồi. Thực ra 2020 là một năm đối với mình nó như kiểu tàu siêu tốc ấy. Nó kiểu xẹt qua phát xong rồi chả động lại cái gì. Đấy là nửa đầu năm ấy, còn nửa cuối năm thì cũng có tiến triển hơn một chút. Và sang năm mới rồi thì mình mong là mọi người hãy như mình, đó chính là gác hết mọi tiêu cực của năm cũ ở đằng sau để đón chờ những điều tươi sáng hơn ở phía trước. Trên effect, chúc mọi người sẽ có một năm 2021 thật là tuyệt vời.
mỹ mãn, không có gì phải chê. À, chúc cho Tiết ở trên mây sang năm mới cũng phát triển hơn và được mọi người yêu quý hơn nữa và ra nhiều video hơn nữa. Mình sẽ cố gắng. Cùng cố nha. Bye bye. Đừng quên like, share và subscribe nha. Thực ra không cần like, share đâu, chỉ cần subscribe thôi. Subscribe đi, please.